Sau hơn một năm kết hôn, cặp đôi Đỗ Lệch cô dâu Thu Sao 62 tuổi và chồng Hoa Cương 26 tuổi vẫn giữ được tình cảm mặn nồng. Chẳng để ý những lời đàm tiếu, chê bai, cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng vẫn được cập nhật lên mạng xã hội qua những live stream. Không những thế, cặp đôi cũng thường xuyên hâm nóng tình cảm bằng những chuyến đi chơi xa quanh Cao Bằng, xuống Hà Nội, hoặc đi dự sự kiện tận Thái Lan, thậm chí cùng nhau đi làm thiện nguyện. Tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc ấy đều được cặp đôi chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Hạnh phúc là thế, nhưng cũng không ít lần nhiều dân mạng để lại những bình luận chê bai nhan sắc của cả hai, đặc biệt là vẻ bên ngoài của chị Thu Sao không tương xứng với người chồng trẻ. Chính vì thế, sau khi kết hôn đã không ít lần chị Sao chi bạo tay để tân trang nhan sắc từ việc bỏ ra cả trăm triệu đồng để làm răng sứ, tăng da mặt, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Thế nhưng, thời gian gần đây trong khi nhan sắc của chị Sao có phần lên hương thì người chồng Hoa Cương lại có phần kém sắc hơn sau thời gian trở lại quê làm việc. Chính vì thế, chị Thu Sao không ngần ngại đưa chồng đi đại tu tân trang lại nhan sắc, từ làm mày, làm mũi, thậm chí tự tay chị Thu Sao làm da cho chồng. Tuy nhiên, có vẻ như kết quả chưa khiến cho cặp đôi hài lòng cho nên mới đây, Thu Sao đã đưa Hoa Cương xuống tận Hà Nội để tiếp tục xăm môi đỏ chót khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Trong đoạn live stream trên mạng xã hội, trước nhiều ý kiến trái chiều về chiếc môi mới xăm của mình, anh Hoa Cương cũng đã lên tiếng cho rằng do mới làm nên mới đỏ vậy thôi, mấy hôm nữa bong là hết à. Dẫu vậy, nhưng một người đàn ông bông dương đi xăm mày, xăm môi vẫn nhận được nhiều lời bình luận không hay. Còn về phía Thu Sao, cô cho biết rất thích cho chồng đi làm đẹp mặc kệ những lời nói ra nói vào của mọi người.